Chúng ta đã xem tập 3 của cái show mà Gemini Force cùng với Pepsi á, thì thực ra có tập 2, tập 3 rồi nhưng mình chưa xem 2, nhưng mà nó mới có tập 3 thì mình xem tập 3 luôn nha. Thì xem tập 2 xem sau. Ok, chúng ta sẽ... Yeah. Chắc tập 2 thì may ra có việc sắp. Ồ, Jenny. Có Jenny vui này. Nếu bạn ngon không cần quảng bá. Ok. So yes. Nếu bạn phiền muộn. Ok. Nhóm nhạc à? Phải nhóm nhạc không? Hi baby, chúng ta đâu? Oh yes. God. Thì cơ bản là cơm xem nó hay. Mình có thể gây kiểu gì khi mà mình không thể nào có đủ cậu à? À ý là không thể nào. Five Jenny Jenny vui này. Oh my god. Oh my god. Thế luôn phốt chứ, nó để tóc này gì đâu kiểu cu vậy. Thực ra ấy, chúng ta thấy bình thường phốt đấy. Chính ra Gemini mà gọi là baby đúng không? Phốt nó cái thần thái của nó kiểu kiểu mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua ở trên kiểu MV hay là trên kiểu các sản phẩm ấy, chúng ta này là thấy nó theo phong cách baby, nhưng mà ở ngoài hơi daddy luôn đấy. Gemini còn baby, Gemini gọi là baby. Đó, cay cay. Yes. Mình cũng thích ăn cay nhưng mà mình kiểu không quá cay. Yes, không phải kiểu đi ăn phở xong kiểu chị ơi cho em thêm hai bát ớt. Số trên bàn này là đủ cho mình rồi. Ừ, à, bé là người một nửa Lào này. Cái gì cơ? Ok. Ừ.
À quên, không cái gì, ý là kiểu mọi người kêu mình không nên vụt mình đi chứ. Ý là gì, Phốt bảo là chị có một nửa người Lào đúng không, hay chị hãy kiểu giới thiệu món Lào cho mọi người đi. Xong Hana kiểu món Lào à, chị đây chứ ai, chị ngon nhất. Ok, nó mày không 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 ăn được mấy cái, ăn được nhưng mà cực thích lắm. Sashimi mấy cái món sống sống. Nhưng mà nếu mà sashimi mà để trên người của phố đi thì mình nghĩ là mình ăn được. Crispy. Punch. Cụ thể lên cậu. Clean, yes. Mình cũng hay ăn mấy đồ clean. Mình thực ra mình không hay ăn mấy, mình không thích ăn đồ ăn lắm. Mình chỉ ăn vài món quanh đi lặp lại nếu mà ăn ở ngoài. Ăn cuốn. Yes. Chuẩn. Mấy cái bé mà gầy gầy hay ăn lắm lắm, hay kiểu nó đeo. Yeah. Bé có thể ăn tất cả mọi thứ hiểu không? Ok. Bé ăn được cái bàn này không? Ăn được chứ? Yes. Dạo này mình nghĩ thịt bò không không cấp đủ sắt cho mình cần lấy từ những nguồn khác đúng không cậu? Chị rất Việt Nam à, Thái chốt của Thái cũng hay cùng mấy cái chốt của Việt Nam ở trên show ấy nhỉ, hay kiểu kiểu đảo chữ kiểu, nhưng mà chẳng có mình dịch lên thì mình không hiểu ấy. Các bạn thả thính có mì thờ. Thế luôn, nó đeo cái phốt, nó đeo cái kính lên thì luôn. Thế luôn, mình kiểu kiểu thế giống ông pa hoát vai trưởng của anh ấy. À, tất nhiên là cái thần thái à, cái đặc điểm của nó không sắc bằng ông pa hoát, nhưng mà chưa qua.
Rồi chơi game. Chơi game mà hiện đã hiểu con mẹ rồi đấy. Mà còn toàn game phải từ vựng nữa chứ. Oh my god. Ai thi kịp mới đai thần 5 vi nhi. Các bạn lâu lắm luôn mình không ăn ở ngoài luôn đấy. Được rồi. Mọi người sẽ đi ăn kiểu ngan cháy tỏi này, lẩu bò nướng giấm này, hay là nướng nầm các kiểu ấy. Không ăn được cái đấy luôn. Các bạn không ăn à? Từ nay đến giờ chúng ta làm gì vậy? Chúng ta vừa ăn vừa chơi mình vui chứ đúng không? Ui. Có cả gọi là ข้าวหมูแดงแกงเฮ้ยซีนส้มบะหมี่น้ำองค์เสร็จปลากระพงผัดพริกเกลือราดข้าวปลากระพงผัดพริกเกลือราดข้าวน้ำปูดูกระเพราไก่ไข่เจียวตำรวจโบราณ ดึดนี่คือซีนส้มบะหมี่น้ำองค์เสร็จปลากระพงผัดพริกเกลือราดข้าวน้ำปูดู chấm mặt các bạn ạ. Cho em cũng nó lọc rồi. Không, mình không uống coca. Có lẽ chúng ta nên tua này các bạn ạ. Mình nghĩ mình không hiểu. Oh, bé đây thua rồi. Bé bị phạt ăn một cái gì đấy. À, chanh à? Oh, bình thường. Thế luôn thỉnh thoảng không có cái gì ăn ở quán ấy, mình cũng hay ăn quất lắm. Yes. Không có cuốn các bạn ạ. Chà, mình thích ăn nem là cuốn. Nhóm này đông nhở? Nhóm này có phải của team MTV không? Pepsi sẽ đưa đại bạn. Ôi rồi ôi. Quá dài để đọc các bạn ạ. Đầu tiên những thứ các bạn có thể tìm thấy ở trường học. Phấn bảng tạt thuốc lá, yes. Thử vào nhà vệ sinh nam đi, rất nhiều luôn. Ba trăm bad à? Bà thải, oh yes. Thứ bạn có thể tìm thấy ở chợ cá nục. Yeah. Không ai nói cá nục kìa. Mà cái cá nục mình đéo biết. Cá nục tiếng Anh là gì? Cá nục hồn hả?
จะบอกว่าสลันาผมถือกับเบนกับบานเดือดถังแหวงวดของที่อยู่ในโรงพยาบาลมาตบตัวนี้ตัวเป็นตัวได้ใช่กันไหมจ้าทุกคน yes โอ้ยขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากจะกัดเฟื่องกัดใช่ไหมนายเดี๋ยวซิ่งเหรอซิ่งวะวันนี้โออีฟมี10คนนะคะบ๊ายบายสองคนนี้เคยเต้นเพลงโออีฟด้วยใหญ่นะตีใหญ่นะดูซะหน่อยLove you more. Ủa sao anh giống nhạc thiếu nhi vậy? Không phải giống nhạc thiếu nhi. Ở cung văn hóa quận nhất thiếu nhi. Nhờ thế luôn. Tập dượt cho trung thu. Sẵn sàng mà, sẵn sàng mà. Bây giờ là tên tên đuôi. Đây là những thứ khác nha. Khóc khôn Pepsi đây nha. Khóc quá. Mưa này có rồi. Thả mì Pepsi đó. Okay.แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตาม Pepsi Group ชวนกินที่จะเดินทางไปหาทุกคนนะครับพร้อมใจดีเลี้ยงข้าวแล้วเลี้ยงอาหารเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับครั้งหน้านะครับ EP 4เราจะไปเจอใครต้องรอลุ้นนะครับเอ้าชนYes có Jenny ở đây hay hơn hẳn ha và gì nhỉ cái gì nhở thực sự ấy what không biết là phải nói để nói về baby cho Gemini baby hơn rất nhiều đang nói về ở ngoài trên phốt ở ngoài nó kiểu nó hơi bị kiểu nó cũng khu ngầu ấy trông kiểu what trông để kính lên tóc của oh my god bé là bao nhiêu 19 tuổi mình nghĩ bé lớn hơn là cái thần thái của bé kiểu cũng bụi kiểu gọi là kiểu là nhuốm màu thời gian đấy yes rượu để lâu càng ngon ấy kiểu vậy